Điều tuyệt vời nhất trong một tấm ảnh chính là nó sẽ không bao giờ thay đổi, ngay cả khi mọi thứ bên trong tấm ảnh đó đã đổi thay. Thế nên hãy lưu giữ lại những khoảnh khắc của bạn qua những bức ảnh, những thước phim, để sau này dù bạn có thay đổi đi chăng nữa thì bạn vẫn có thể nhìn lại bản thân mình cũng có những năm tháng đáng nhớ. Lần đầu tiên đi Núi Bà Đen rất là vui nha mọi người. Vui lắm là 11 giờ đi. 11 giờ đi mấy giờ về chị nhỉ? 5 giờ. Giờ có Miss Dan nữa. Trên này có cô Tú nữa nè. Miss Tú. Mọi người đang trên đường đi thôi. Đang trên đường đi thôi chứ chưa có tới. Đây là mình bên đúng không? Tới đây mình phải mua vé vào cổng nha, mua vé vào cổng 10k, vé lên cáp là 400. Rẻ. Xếp hàng mua vé. Điểm cho 4 vé vào cổng. Có vé chưa? Mình mua được 4 vé vào cổng nha, giá vé là 10.000 đồng thôi. Yeah. Mình đã mua online trước rồi. Ok, rồi let's go. Đi vô cổng nha các bạn ơi. Đây, để mình đi một cầm cái vé nè, cầm vé. Đó rồi, bây giờ mình cầm vé vô cổng trước nha. Vô cổng là 10k. Thank you chị. Wow, trong này rộng quá. Kem tươi Italy á. Thoải mái mà nhìn đẹp quá. Rồi ăn kem đi. Bây giờ muốn mua kem ăn. Kìa, kem tươi Italy kìa, đằng trước mặt kìa. À kem bên này hả? Kem nào? Kem ý đi Hoàng, kem ý đi. Ý là Mario Giang vậy. Ăn ý đi, ý. Hoàng ăn kem ý, Ê, đúng là tụi này mà nó nắng nhưng mà nó thoải mái hơn. Nó nắng nhưng rồi, mua kem nha. Của ai đấy? Đây, bây giờ mình cùng nhau, em ăn là Việt quá. Đặc Việt Quốc màu đỏ đó, Đặc Việt Quốc màu đỏ. Ai lộn, Đặc Cherry màu đỏ. Cherry màu đỏ. Ủa? Việt Quốc cái màu đen đen đó, đúng rồi đó. Bao nhiêu tiền? 400k, 25k một cây. Wow. Kem ngon nha. Lần đầu tiên ta ăn được cái kem nhỏ nhất xíu như này mà nó có vỏ tiền nó nhiều lắm. Thôi ăn đi cho nó ngon. Thử coi. Mát dữ. Trời ơi, đang trời nóng cho anh chị. Mình có cùng kem không? Mình có cùng kem nè, rồi cùng kem, cùng kem nha. 2, 3, vô. Đây, vô. Vô. Hiện tại bây giờ là tụi mình đã tới cái núi Bà Đen, mà cái chỗ này là cái chỗ cái bến các bạn ha. Để mình vô mình đi cáp treo. Để mình vô đi cáp treo. Thì chị thấy hôm nay không khí ở đây như thế nào? Không khí hôm nay hơi bị nóng nha. Hơi nắng, hơi nóng, nhưng mà mọi người đi rất là đông. Rất là tấp nập. Bây giờ chúng ta cùng nhau di chuyển vào phía bên trong để vào chỗ cáp treo các bạn nha. Yeah. Bây giờ mình vào phía bên trong của cái khu vào cáp treo các bạn nha. Trời ơi, ở đây người ta xây rất là đẹp luôn. Tại vì đây là khu du lịch quốc gia á, cho nên được đầu tư rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ cùng nhau check vé vào cái lối vào cáp treo nha. Ồ. Rồi bây giờ ông check vé lên chùa nha. Bây giờ mình cùng nhau check lên chùa nha các bạn. Vé của mình là vé combo cáp treo đỉnh và chùa luôn, cho nên là mình muốn đi bên nào cũng được. Nhưng mà tại vì bây giờ mình thấy bên này nó trống hơn á, cho mình đi bên này để cho nó nhẹ nhàng hơn. Rồi sau khi quét vé qua cổng rồi, giờ thì mình thích đi thang máy lên thì lên, hoặc là mình đi thang bộ lên cũng được, nhưng mà thôi giờ mình lên thang máy nha. Đi lên. Ừ, mình đi lên thang máy đỡ mỏi hơn. Cái này cũng giống y chang như bên Bà Nà Hiêu, nhưng mà thấy rộng hơn nhiều nha, thấy rộng hơn Bà Nà Hiêu nhiều. Rộng lắm, cái lối vào rộng quá là rộng luôn. Vô nha, bây giờ sẽ là lối vào ga cáp treo lên chùa. Khổng lồ. Rồi bây giờ mình sẽ lên vào dàn 4 người ạ. Rồi mình đi, tụi mình đi cáp số 5. Số mấy vậy? Số 5. Số 5 hả? Rồi lên cáp số 5 nha. Wow. Đây. Hôm nay cáp 4 người luôn. Cáp này đúng 4 người luôn. Hồi đời tình luôn cay đắng. Không ai đúng ai sai. Lan khói bay tình tay. Mây mù răng.
Và bây giờ mình đã tới cáp rồi ha. Sau khi mình tới cái này là cái trạm ở chùa Bà, bây giờ mình sẽ qua chùa Bà trước nha. Bây giờ mình sẽ đi ngược lại, bình thường người ta hay lên đỉnh, người ta hay lên đỉnh Hương Sơn, nhưng mà bây giờ mình thích đó là đi qua chùa Bà trước, tại chắc bên đỉnh Hương Sơn đang đông á. Rồi mình đi chùa Bà trước, rồi một hồi nữa chắc bên kia người ta về cái mình đi vòng qua đó. Mà ở đây á, đúng là càng lên cao á, nó ù tai nha, ù tai. Mà nó nóng, mà nó nóng nha, nắng á. Mình ở trên cao nắng nhiều á nên nó khá là nóng luôn. Mà bắt đầu không khí, tuy là nắng nhưng mà thấy không khí nó lạnh lạnh như Đà Lạt rồi nha. Nó lạnh lắm. Rồi giờ đi xuống nha. Đúng rồi, giờ đi xuống. Hiện tại thì mình đang có mặt tại cái sảnh để mình lên chùa Hang hoặc là chùa Bà các bạn nha. Thì lần đầu tiên thì mình đến đây cho nên mình muốn tham quan chùa Bà trước. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi chùa Bà nha các bạn. Chùa Bà nha. Ồ, mình đã tới tầng 1 của núi Bà các bạn nha, chùa Bà chứ quên. Ồ, trời, không khí đây thật là mát và nó rất là thoải mái các bạn. Nó gọi như kiểu như là thanh bình á. Mình ở ngoài mà thấy nó xô bồ bao nhiêu thì vô đây tự nhiên mặc dù rất đông người nhưng mà nó vẫn cảm thấy rất là thanh bình. Ở đâu cũng có game hết. Và bây giờ mình cùng nhau thỉnh Ngọc Ấn Bà nha. Nhưng mà ở đây á, là mình lấy chữ phúc, hy vọng là năm nay mình sẽ luôn hạnh phúc. Là mình sẽ lấy 4 cái cho 4 người nha. Giới gì đó. Rồi tới giờ ăn trưa nha. Thì ăn trưa này ở chùa Bà. Và phía dưới này là nhà ăn chùa Bà nha, nhà ăn chùa Bà. Cái này là mỗi người tới thì sẽ được lấy một khay đồ ăn chay như vậy. Mà tùy hỷ nha, là không có tốn tiền luôn á. Thấy sao Ngọc? Đồ ăn ở đây thì cũng khá là bắt mắt đó mọi người, có rất là nhiều món nha. Không tốn tiền luôn. Không có tốn tiền. Ừ. Tùy hỷ. Nhưng mà mình ăn xong là mình tùy hỷ, mình muốn gửi là bao nhiêu thì mình gửi. Rồi dạ. Bây giờ mình cùng nhau ăn thử. Mình sẽ ăn thử cơm chay nha, cái này là canh nè, canh cái là đây là mồng tơi với muối. Còn cái này dưa mắm nó chỉ dưa leo với lại muối. Còn cái này là giống như là chả lụa chiên vậy đó, nhưng mà thật ra nó là tàu hủ ki á. Còn cái này là nấm đông cô kho. Cái đũa này mình chưa ăn nha, cái này nấm đông cô kho nè. Còn cái này là hình như là đậu, các loại đậu người ta hầm. Hầm thử kiểu như là hầm xương á. Bây giờ mình sẽ chấm với này nước tương nha, nước chao hay là chao. Người ta làm nó chặt lại á, y như là xong mà mình ăn chay mình không có được liên tưởng tới thịt thà mắm muối. Nhiều món ngon nha, nhiều món là ngon. Đây mọi người ăn một miếng dưa với cái một miếng thịt này nè, lộn lộn với một miếng dưa với cái này nè, nó giống như heo quay vậy. Nay lên đi đúng được ăn chay, khung cảnh hữu tình luôn, đẹp lắm, mát. Mình đã ăn xong rồi, đồ ăn ở đây thì khá là ngon. Một người ăn rất là non nè. Bốn người ăn không hết luôn. Bốn người ăn mà còn không hết luôn. Thế vậy đúng, thế vậy nhỏ nhỏ, cái nhỏ nhỏ nhưng mà nhiều. Rồi hồi nãy đi xuống nhà ăn thì thấy nó thấp, bây giờ mình lên núi nè. Bây giờ lên trên cái đường này nó cao quá trời cao luôn. Ơi, thiệt luôn, kinh khủng nữa chứ. Ăn no xong rồi thấy mệt quá lên rồi. Hồi nãy mình đi xuống thì mình thấy nó, mình không thấy. Bây giờ đi lên là trời nó dốc quá dốc. Trời ước gì có ai cõng mình lên. Thì chưa thấy bên này cái lên xe này. Xuống cái là tan ấy luôn. Có ngồi. Bây giờ mình đang đứng ngay chỗ tuyến cáp Tâm An các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đứng hướng này để mình lên đỉnh các bạn nha, lên đỉnh núi. Rồi bây giờ mình rồi cáp số 11. Hồi nãy mình ở dưới căn tin Bà thì mình có thể ăn chay, nhưng mà nếu như mình lên đỉnh á mình có thể ăn buffet mặn cũng rẻ hết, nhưng nó 250 một vé. Nhưng mà nãy mình ăn chay no quá rồi, nãy mình tùy hỷ là người ta sẽ không tùy, muốn đặt vào thùng bao nhiêu tiền. Ô, bây giờ mình đang lên nha, mình trộn. Hả, đang đi lên kìa. Ô, tông bà tướng nha nè. Wow. Rồi, qua mình đi đại luôn. Ôi, ù tai rồi. Ù tai. Càng lên thì nó sẽ càng lạnh hơn. Đây là cái không khí, cái áp suất nó làm cho tai mình nó ù phải không ta? Cái đó. Rồi mình sẽ quay xuống dưới để mình thấy được toàn cảnh Nam Bộ của Việt Nam mình nó được kỳ vĩ và nó hùng vĩ như thế nào. Dạ, sau khi mình tới nhà ga rồi thì bây giờ mình sẽ lên viếng tượng Bà nha. Cái tượng Bà trên này á, lúc mà xây xong á thì nó là tượng mà to nhất Đông Nam Á luôn, cao nhất, to nhất luôn. Và bây giờ thì không biết có tượng nào to hơn chưa, nhưng mà lúc mà xây xong á là to nhất Đông Nam Á luôn. Bây giờ mình đi nha.
Trời ơi, sơ sơ đi 7749 lần thì mình cũng đã tới được cái cái nước là đen vô lũng rồi thôi. Đúng rồi. Bây giờ mình được tới được cái núi gà nha các bạn ơi. Wow, rất đẹp. Trời ơi, coi kìa. Oh, wow. Trời ơi. Trời ơi, wow, bên kia trời ơi, như tiên cảnh luôn á. Qua đây nè, qua đây nè. Em mặc dù trời nó rất là nắng nhưng mà mình lại cảm giác nó là lạnh nha các bạn. Bây giờ mình cùng nhau đi lại ngay chỗ cái suối tiên cảnh nha. Rồi, cái đó okay. Gọi là suối tiên cảnh. Ủa sao biết suối tiên cảnh vậy? Mình đoán gì đó. Bây giờ chưa nghe giới thiệu. Bây giờ chưa giới thiệu gì mình giới thiệu. Rồi ok. Rồi bây giờ mình đang đứng ngay dưới chân cái chân chân núi Bà nha các bạn. Đứng ở dưới ngay chỗ cái chân của cái tượng Bà Quan Âm nha, tượng Bà Đen á. Rồi ở đây là khói được bay lên nó giống như là tiên cảnh cho nên người ta gọi là tháp tiên cảnh các bạn ha. Thì khi bạn đến đây á thì không gian mát lạnh á nó sẽ tỏa ra làm cho mình cảm thấy rất là dễ chịu. Tham quan cái núi Bà đó thì mình sẽ vào phía bên trong, mình sẽ có cổng vào. Thì ở đây rất là nhiều khách du lịch đến đây để tham quan các bạn. Rồi mình đi qua cái này cái là giống như mình đi qua là thì mình sẽ có rất là nhiều sảnh là sảnh chờ nè, khu ẩm thực nè, mình có thể ăn uống ở đây và có shop lưu niệm nữa. Thì nói chung là được trang trí rất là đẹp và trang nghiêm. Khi mà mình bước vào á, mình sẽ được nhìn thấy luôn cái triển lãm của tượng cổ và được làm từ vàng các bạn. Đi vào đây thì các bạn thấy bọc giày vào. Bọc đi, lấy bọc giày đi. Thầy Ngọc sẽ lấy bọc giày nha. Bây giờ mình sẽ lấy bọc giày nhung màu nâu, mình bọc giày lại. Mình lấy ghế mang cho dễ. À dạ. Mình lấy xong mình ra ghế mình mang cho nó dễ. Mình lấy bọc giày xong mình qua ghế mình mang ha. Vô trong. Mình phải ngồi xuống này. Thôi bây giờ mình rồi. Mang bọc giày đi cho chị đám cho trời. Sau khi mang bọc giày xong nhìn mình như gấu vậy đó. Trời nhìn mình như gấu rồi. Thì những bước chân đầu tiên nha. Vào phía bên trong khu triển lãm các tượng Phật các bạn nha. Đây là đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy về cái tượng tôn tượng quán Quan Âm Lục Mẫu các bạn ha. Đó. À, khi mình bước vào cái khu chính điện để mình lên cung điện các bạn thì mình sẽ được vào khu triển lãm các tượng Phật cổ. Sau khi mình đi hết một vòng thì mình sẽ qua được cái khúc mà gọi là uống trà đàm đạo. Nên mình có thể thưởng trà tại đây. Nhưng mà rồi. thứ mấy mới có trà đạo chứ không phải ngày nào mình, cũng có. Đúng rồi, không từ thứ hai tới thứ sáu nhưng mà từ 10 giờ tới 10:30 mình sẽ được uống. Rồi bây giờ mình chiều thì là 16 giờ. Chiều thì 16 giờ tới 16:30. Sau khi mình đi xong á thì giờ mình lên ngay chỗ cái tượng cao nha các bạn ơi. Mình tham quan khu trưng bày. Hả? Tượng cổ xong rồi bây giờ mình sẽ lên khu trên nha. Không biết. Giờ lên khu trên. Ở đây rộng lắm nha, ở đây rộng lắm. Ở đây mình vô mỗi chân luôn á. Rồi sạch sẽ. Cái gì cũng sạch sẽ hết trơn. Rẻ nha. Đi vé 400.000 mà công nhận rẻ ha. Rẻ khiếp luôn. Đúng rồi. Cái này nhiều thứ ok. Sạch sẽ, mát mẻ. Muốn đi vô tham quan nhà thờ Phật giáo thì mình sẽ vô cửa Nam ha. Thời gian là 7 giờ đến 7 giờ 30. 17 giờ. 7 giờ đến 17 giờ 30. 5:30 mới hết lận. Wow. Bây giờ mình sẽ vô xem Xá Lợi Phật ha. Nghệ thuật điêu khắc Phật giáo thế giới. Đây. Rồi lấy giày ha. Rồi ở đây sau khi mình mang giày xong rồi mình đi vô lại nha. Đó. Ui trời ơi sao nó lạnh tham quan triển lãm. Nó wow. Wow. Trời ơi. Wow. Khổng lồ luôn nè. Đẹp quá. À, qua đây ngồi. Qua đây ngồi, qua đây ngồi. Mình sẽ được nghe triển lãm. Qua đây ngồi. Mình ngồi xuống dưới chót này. Bây giờ mình vào trong khu triển lãm các bạn ha. Bây giờ mình đang chờ chuẩn bị nghe thuyết minh rất là nhiều điều về Phật giáo nghệ thuật. Có màn hình chiếu trên trần nhà kìa. Ừ, hình như có màn hình chiếu trên trần nhà. Bây giờ mình chưa biết cái điều gì xảy ra, mình phải ngồi đợi là 4:40 mới chiếu. Là đợi 4 phút nữa hồi hộp quá. Biết chiếu gì nữa. Rồi vô rồi. Trái đất mà chúng ta đang sống thật là vô cùng nhỏ bé trong đại thiên thế giới. Mỗi đại thiên thế giới
Vừa rồi chúng ta được tham quan cái đại sảnh mái vòm các bạn ha. Khi các bạn đến đây các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cái khung cảnh của về trái đất của chúng ta, à, về Phật giáo trên cái mái vòm này, và cái mái vòm này là to nhất của Đông Nam Á. Đúng rồi. Mà như là nhìn ra cái cửa sổ vậy đó. Mình xem phim như là mình nhìn ra cái cửa sổ vậy, chứ không có cảm giác gì là xem trong mái vòm đó. Ở đây thì chân Tiên Đồng Ngọc Nữ nè, và phía bên kia là các vị Phật và La Hán. Chính giữa là có tượng Phật người Tây được công nhận là bảo vật quốc gia luôn. Được thủ tướng công nhận là bảo vật quốc gia luôn. Đúng rồi. Sì. Rồi bây giờ sau khi xem xong mình cũng đi ra ngoài. Ở bên này là mình sẽ được chiêm ngưỡng cái tượng Phật Bà Đen. Thì bây giờ cũng đã tới lúc mình phải về nhà lại rồi. Và bây giờ xin chào tạm biệt Tây Ninh, và hẹn gặp lại Tây Ninh vào một ngày không xa các bạn nha. Bye bye. Ngủ kỳ thời, con kiến mới leo dây. Nam mô Di Bố Phụ, hữu duyên mà thiên lý ngộ. Nam mô Di Bố Phụ, gặp mặt nhau đây chốn này, họ hẹn thủy chung sắc son. Nam mô Di Bố Phật. Ngũ kỳ thời, bên nước dưới cây đa, em ơi anh dần chờ, hữu duyên mà thiên lý ngộ. Như đôi chim sổ